Con cá nó vẫn còn đấy này. Vẫn còn vẫy đuôi mà. Vẫn vẫy đuôi mà. Ui giời, khi là cái nó dựng cái vây lên này. Vẫn đầu là cây mới kia nó vào mà. Bây giờ anh em mình sẽ cho lên nướng. Nó còn dễ không? Tí nữa nhờ cái sư phụ ở đầu này nhá. Sư phụ gặp mấy đầu này nhá. Đây, cái miếng thịt rồi. Được. Mời tất cả mọi người nhá. Ôi trời ơi. Xin chào tất cả mọi người đang xem video của kênh anh em mình nhá. Chào cả mọi người nhá. Đây mọi người, hôm nay anh em mình sẽ làm món nướng cá chê khổng lồ. Hôm nay sư phụ ra rỉa được hai con mọi người. Đây mọi người này. Úi. Đây. Đây mọi người xem cái đầu này. Đây. Kinh nhá. Đấy, mình phải tách cái đầu ra lướm sợ lông chín vì con này nó quá to. Nó dài nó quá to nên là mình không thể nào mà ấy được. Đấy, sư phụ ở đây rất siêu, chọc được hai con khổng lồ luôn. Bỏ đồ ghế ra. Khổng lồ. Khổng nước khổng lồ. Ok nha mọi người. Có nước rồi đi. Quái vật đầm lầy. Đây, gia vị đây mọi người nhá. Đây là xả gừng, ớt. Mới lại trộn tỏi. Ít riềng, dầu ăn vào. Riềng dầu ăn nữa. Đi ra ngoài con. Rồi bây giờ mình sẽ đảo đều ấy nhá. Cho sao tế vào. Rồi hết cả nọ luôn, ăn những cái đất lưỡi luôn. Bát gia vị rất là đẹp. Vàng. Vàng không biết là trở thành đỏ. Phân này đỏ luôn. Phân này là đỏ. Đây thằng bác nó đang nhỏ. Cày lắm. Lucy đó ngồi nhỏ. Không ăn được đâu, cày lắm. Người nó. Bên cạnh là hai chú chó ngồi canh. Chú chó này thì là Lucy với cả bác là kéo bác sẽ lại rồi. Món này hôm nay là rất là cay ấy nhá. Rồi ok, cái này mình sẽ tẩm ướp gia vị luôn. Đổ cá vào. Úi giời, con cá nó vẫn còn đấy này. Vẫn còn vẫy đuôi mà. Vào. Vẫn vẫy đuôi mà. Úi giời, khi là cái nó dựng cái vây lên này. Vẫn đầu là cây mới kia nó vào mà. Đấy, úi giời, cây vào vẫn dựng luôn này. Đấy, nó vẫn vẫy luôn này. Cá trên này sống lâu. Anh bóp mạnh hết à? Nhẹ nhàng thôi, bóp nó đau. Bóp đi, rồi ra ngoài đường bóp trộm nó. Vương quy là với lốc. Trong vai người có bóp. Trong vai. Vào cái bụng lỗ bụng nó kia. Trong vai người nướng cá. Kinh có trứng không? Con này không có. Con này phải 7 cân. 8 cân. Con này phải gần chục cân. 8 cân thôi. 8 cân cũng là gần chục cân. Bác nó ngửi ngửi rồi. Không cần làm gì đây mà trộn bác, trộn con này mấy cân hả bác? Mấy cân? Bác là tao chỉ biết ấy. Tao chỉ biết ăn. Lúc nó đần trông mặt nó không đần. Đấy, cho nó. Cái này mình phải sát này để cho gia vị nó vào trong cái kẽ mình đã khía rồi này. Đấy. Cho nó ngấm vào này. Đấy. Úi trời ơi. Thú vị luôn. Vứt ngược lên thôi, đừng vứt xuôi. Đây là xuôi này, nó lại thành vứt ra. Đây là cho nhét vào này. Đấy, ngược lên. Nhét này. Ấy giời, nó nhét hết vào trong đây rồi. Địt mẹ nó bảo vứt ngược thôi, đừng vứt xuôi. Vứt ngược các bạn, vứt xuôi để thụt mẹ ra hết. Ấy. Ấy đang bụng người ta. Quen tay. Trời. Cho nó ra giữa đấy. Ấy. Ôi giời. Ngọt đấy. Ấy giời. Ngày nhá. Tẩm ướp tí. Tẩm ướp tí nữa mình sẽ quay mọi người xem nhá. Rồi đặt lên luôn đi, còn tẩm cái gì nữa. Thôi để máy đặt lên. Đây. Bây giờ anh em mình sẽ cho lên nướng. Xem cái cam cam. Nó còn dễ không? Tẩm ướp đi tí. Tí nữa nhờ cái sư phụ ở đầu này nhá. Anh ăn đi.
sư phụ gặp mấy đầu này nhá. Mẹ mấy cái đầu xương sổ mọi người thấy chưa? Nó để sư phụ tí nữa mọi người xem mà thấy nó để đoạn này thì mọi người nhớ gì bọt kênh nó hộ cho mình lên đấy. Bọt. Đừng có cho cái xả lên nữa nhá, nó cứ ấy thơm luôn chứ. Thơm ơi là thơm. Xiên cho nó ăn thì nó bỏ cho cái đầu. Đây sư phụ xiên hạ hai con đẳng cấp nhỉ. À, nếu không ăn hết nên ra là đây mọi người này. Đấy. Thơm phức phừng. Đã chín đâu mà thơm. Thơm cái mùi xả. Mùi xả, mùi hành. Mùi tỏi. Kinh. Rồi, tí nữa lật sang bên kia sẽ quay cho mọi người xem nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhá. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy, ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy, thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhà mọi người nhá. Mỗi một miếng này sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là nấm linh chi mọi người nhé, tức là nấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Đấy mọi người nhá, đấy con này cá bây giờ đang này vàng rồi, thơm phức rồi mọi người. Ôi trời ơi. Ừ, lột hết rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Lạm quá. Đổ ven rồi kìa. Cá nó vẫn nhảy. Chín rồi vẫn nhảy ra mà. Chín thì vẫn nhảy ra, nhảy kháng đất. Gần chín rồi mọi người. Đây là món cá gì anh Phương? Cá chê nhảy. Cá chê nhảy. Trên bếp lửa hồng. Chịu chết luôn. Nhảy ác thật đấy. Mút tay ra ngon. Đấy. Thơm ngọt lắm. Thì một con cá nguyên diện mình là nướng ra là ngọt như đường. Còn mỗi bộ xương. Nhảy thôi, để tí nữa chín thì mình quay mọi người xem nhá. Rồi đây mọi người nhá. Sau một tiếng đồng hồ nướng thì là như này. Nhưng mà bây giờ không còn thành hình dạng con cá mọi người nhá. Bữa nay bây giờ là con gì? Bây giờ là con gì nhỉ? Gọi là con gì nhỉ? Con này nhá. Quay thú. Con này là con cá. Cá bóng đêm. Cá bóng đêm. Cá bóng đêm à? Tại vì mọi người có thể nhìn thấy này, cháy đen hết rồi mà nó còn nát hết tương hết. Cá bóng đêm. Đây là mà anh em mình nướng gọi là con quái thú tám dâu. Hai dâu. Tám dâu. Con này có hai dâu. Còn mới hai cái đấy à? Cháy xuống hết rồi mà có hai dâu. Cháy hết rồi. Nhìn này nhìn. Đây. Nhìn anh Phương như kiểu ông này. Đấy, cái miếng thịt của nó này. Bây giờ ta sẽ làm nướt. Mời tất cả mọi người nhá. Ôi trời ơi. Ta sẽ làm vài miếng ớt. Đó, cho nó ấm. Miền Bắc đang trở lạnh, ăn nhiều ớt vào mà. Hôm nay tôi tẩm ớt rồi quá kỹ mọi người nhá. Mùa lạnh mọi người ạ, đó. Mùa lạnh mình rất thường ngồi gần bếp lửa như này mọi người nhá. Cháy như kiểu mất nợ luôn.
gạo nó mới là giòn ra. Ừ. À. Được quá chứ. Ra giòn giòn sụp luôn. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn ra quái thú rồi nhá. Ôi xa. Cho vứt mình tẩm ướp được. Tẩm ướp tẩm được ướp thôi mà ăn. Nó thơm, nó nồng, ngậy. Rất là ngon nha. Em nhìn em chảy nước dãi. Cứ quay nhá, sướng cứ quay nhá. Ok. Em mà tí mới em lăn được. Tí cho hồn mình cái đầu luôn. Đấy. Ừ. Ngóng quá. Có một mình cái thủ cấp. Ừ. Rồi, cảm nhận thôi. Ngon. Tuyệt vời. Cay quá. Cay quá. Tuyệt vời ông mặt trời nữa. Đấy, Quỳnh quay vô mày. Sao sao sao. Ăn đấy kiểu. Hôm nay mọi người, hôm nay ở Quảng Ninh mình có 12 độ thôi mọi người ạ. Anh em mình ngồi bếp ở với máu dép này thì mọi người biết được nó lạnh như nào. Mới cả mọi người nhá. Ủa thằng này miếng to vậy. Ừ. Ăn được ăn miếng to miếng dãi. Này mới được ấm hết người rồi. Ngon. Cay quá. Kém. Có này cay thật. Ăn ra này cũng ngon này. Trước thì làm gì? Cho cái đầu đi nhặt là nhặt lá ne mới nệ hoặc là lá xả thui nhỉ. Rơm thui rơm con chê thui rơm dưa đâu khỏi như ông bụt đấy. Mẹ nó phải hít hít tí khói vào ăn cảm giác ngon. Thơm. Nếm nếm tí khói cho nó đậm đậm. Cái khói này là món này là món phun khói không? Bỏ xả vào trước nó rơi xuống. Đây này, khói bếp củi mình như này. Bếp củi mình nó gia vị rơi xuống lòng. Đấy. Mùa này thì chỉ có nướng ngô khoai sẵn. Nong khoái, nong khoái. Đây là tí nong nong khoái mật. Khoai mật đấy nhỉ. Tuyệt vời mọi người ạ. Bây giờ cứ chín lên đâu ăn đấy, chín lên đâu ăn đấy. Lật đằng kia lên, ăn hết bên dưới, lật đằng kia lên. Ăn cho thấy ra. Lật bên này, bên quan mượn cái xúc cơ sẻng. Da giòn nhỉ, lấy hai cái. Ý nó lại nhảy phát nữa. Ý. Xong rồi cứ mỗi lần ấy mỡ nó chảy xuống nó cứ... Úi giời vàng quá. Úi thầy Phương. Phương như cả ông bụt. Phương vẫn đẹp. Khói quá. Mọi người giờ đến cái phần vàng này. Anh Phương có lời muốn nói mình phải dập cái cao mình bốc hết mất. Cái vàng này này. Úi giời ơi. Vàng này đúng lượt anh Phương quay đi. Khi khói là cái mỡ nó chảy xuống mỡ khói. Chảy nó xuống khói chứ không phải là khói do củi không phải do khét mà là cháy này là cháy gia vị thơm cháy mỡ đấy. Mình có muốn tắt máy để ăn không? Chắc nó cũng cầm được lâu á cả. Nhìn nước dãi chảy đầm đĩa. Sao còn ngày về đây ai làm mắm, ai làm muối? Muối Phương làm muối chưa đủ cay cho sư phụ à? Ngon. Ui giời sao nó ui giời gạt nó lên. Nếu mà khói bếp mà như thế này là không mở mắt đâu, nhưng mà khói này là khói thơm, khói gia vị rồi đó. Như này này, để chặn ra xem nào. Này, làm gì mà to mắt cay mắt trâu. Trùng trần đời. Anh nhớ mọi người, đây là cái món quái thú bóng đêm của anh Phương Quy L. Mà bây giờ thì thôi cũng chín khá là vàng, anh Phương gấp cũng khá là nhanh.
mình anh em mình xin kết thúc video ở đấy. Mọi người xem video nhớ like và chia sẻ ủng hộ tất cả anh em mình nhá. Giờ thì xin chào tất cả mọi người nhá. Chào cả mọi người nhá. Chào cả mọi người nhá. Chào nhá.